Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng, năm 2022 vận may sẽ kéo đến chắc chắn giàu có. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông may mắn quý vị nhé. Quý vị thân mến, tử vi học có nói thì mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã được phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng mà cũng có những mệnh chủ thì luôn gặp trắc trở trong cuộc sống và phải bước vào trung vận mới có thể giàu có lên được. Kính thưa quý vị, xem tử vi cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần này thì việc xem tử vi đầu năm mới là một việc rất quan trọng trong cuộc sống. Đó là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ta mỗi độ Tết đến xuân về. Xem tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng trong năm 2022 để có thể biết được những kinh nghiệm quý giá về vận khí trong tương lai. Và thông qua những luận giải tử vi chính xác, chi tiết sẽ giúp cho bạn có được những hành động cụ thể phù hợp với từng hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn như là nếu gặp may mắn phát đạt thì nên cố gắng nỗ lực để thu được thành quả lớn, và nếu gặp mạo hiểm thì không nên đầu tư làm việc một cách mù quáng trong năm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào luận giải chi tiết cho tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn thấy được vận mệnh của mình trong năm 2022, và từ đó quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn để thâu thu tài lộc, vận may về cho mình. Và đặc biệt hơn nữa là thầy Gia Cát còn chỉ ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Canh Ngọ nữ mạng trong năm 2022 này về những vận hạn xui xẻo bủa vây khiến cho cuộc sống của bạn đi vào bế tắc. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng tiền vàng chất đống. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng tương đối lạc quan. Sao Kim Quỹ tướng tinh và Thái Tuế chiếu mệnh, tài lộc của tuổi này càng thêm vượng vận. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng hung cát. Hung vận quan phù ngũ quỷ, cát vận tam hợp Kim Quỹ tướng tinh. Vận trình tổng thể tuổi Canh Ngọ trong năm 2022 tương đối lạc quan. Sao Kim Quỹ tướng tinh và Thái Tuế chiếu mệnh, tài lộc tuổi này càng thêm vượng vận. Tuy vậy, bạn cũng đừng nên thả lỏng cảnh giác bởi những hung tinh như ngũ quỷ, quan phù vẫn đang chờ cơ hội để mang đến tai họa, khiến bạn làm gì cũng dễ vấp ngã. Bởi vậy, con giáp này cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, sống khiêm nhường và biết buông bỏ một chút để tránh rước họa vào thân. Sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp tuổi 1990 trong năm 2022 sẽ đặc biệt phát triển mạnh mẽ. Với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn Kim Quỹ và tướng tinh lại có Thái Tuế giúp đỡ, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm nay, công việc của bản thân cũng có được bước đột phá mới. Tuy nhiên, vì các mối quan hệ của bạn trong năm nay cũng có nhiều điểm không tốt, với tính cách mạnh mẽ của mình, nữ tuổi Ngọ cũng thu hút nhiều kẻ không ưa. Sự thẳng thắn bộc trực của bạn, nếu không thích ai đó thì bạn nên né đi, đừng trực tiếp đối đầu, kẻo rước thua thiệt về chính bản thân. Tài vận. Trong năm nhâm dần 2022, đường tài lộc của Canh Ngọ có nhiều biến chuyển may mắn. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Kim Quỹ, bạn có thể gia tăng thu nhập, làm ăn buôn bán sẽ có lời lãi rất tốt. Tam hợp giúp cho việc hợp tác thêm thuận lợi, dễ dàng, đầu tư gặp nhiều may mắn hơn. Để tăng cường may mắn cho tài lộc và thuận lợi trong sự nghiệp, những gia chủ tuổi Canh Ngọ nữ mạng hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo pháp khí bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp khai sáng trí tuệ, khai mở cung tài lộc và giúp cho sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Tình cảm. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng. Về các mối quan hệ, có cả tốt lẫn xấu. Ai cũng biết, đối với sự phát triển của sự nghiệp thì mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Điểm tốt là nhờ hợp Thái Tuế cộng thêm sao Kim Quỹ trợ mệnh nên xác suất gặp được quý nhân giúp đỡ là rất lớn, có thể kết thêm được nhiều bạn tốt, mở rộng việc giao tiếp và qua lại lẫn nhau. Nhưng ở phương diện khác, hung tinh quan phù ngũ quỷ hung hãn ập đến nhằm phá hỏng rất nhiều mối nhân duyên của bạn, khiến cho mọi chuyện khó thành.
Trong công việc hay đời sống, Canh Ngọ dễ bị tiểu nhân quấy phá, đặt điều chia rẽ, khiến cho nhiều người hiểu lầm về bạn. Nguy cơ hợp đồng vì thế mà bị phá bỏ là rất cao. Bởi vậy trong năm, bạn cần phải thận trọng trong mọi đường đi nước bước của mình, tránh để cho kẻ xấu tìm đến chỗ hở mà phá hoại. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe tổng thể của người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cũng rất tốt. Với sự trợ giúp của Thái Tuế, con giáp 32 tuổi này có năng lượng tinh thần tuyệt vời trong năm Dần. Dù làm gì, họ cũng có động lực và nhiệt huyết hơn hẳn. Đặc biệt, một số nữ giới tuổi Ngựa trong năm nay có vận trình sung mãn, họ có thể giải quyết công việc và việc nhà một cách dễ dàng. Dù vậy cũng cần phải lưu ý tinh thần và sức khỏe tốt, nhưng bạn cũng đừng quá để bản thân phải làm việc quá sức mệt mỏi. Thay vào đó, cần đan xen hợp lý giữa làm việc và thư giãn nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để tăng cường sức khỏe và tài lộc. Vòng được chế tác từ bộ tam hợp quý nhân của gia chủ tuổi Canh Ngọ. Khi mang theo bên mình, sẽ được quý nhân tương trợ, giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi, tăng cường nhân duyên, hòa hợp gia đạo, cũng như trong các mối quan hệ công việc, trong giao tiếp xã hội, đồng thời tăng cường sức khỏe, công danh sự nghiệp cho gia chủ tuổi Canh Ngọ. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Ngọ theo từng tháng âm lịch năm 2022 sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1. Trong tháng riêng Tân Xuân, tuổi Canh Ngọ có Thái Tuế trợ vận nên vận trình tương đối tốt, đặc biệt là về mặt tình cảm. Hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi có thêm tình nồng ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Tháng 2. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng nhận thấy trong tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi 1990 khá khả quan. Được thúc đẩy bởi các ngôi sao tốt lành và sự nghiệp của họ, nhiều người có thể nhận được phần thưởng cao trong tháng này. Đặc biệt, đối với một số bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhờ đạt được công trạng và thành tích tốt mà cuối tháng, bạn có thể nhận được thưởng tăng lương cũng như là được sếp khen ngợi. Tháng 3. Vận trình của tuổi Ngọ trong tháng này tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của Kim Quỹ, bạn có cơ hội gặp được một số quan chức và chức sắc xuất sắc để kết bạn giao lưu trong tháng này. Và sự nghiệp tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ. Vì vậy, tháng 3 chắc chắn là tháng may mắn nhất đối với Canh Ngọ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình. Dù may mắn đến mấy, cũng không nên lộ liễu quá, nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ và chướng mắt, sẽ gây nên rắc rối cho bản thân của chính mình. Tháng 4, vận thế của người tuổi Ngọ sinh năm 1990 không phải là lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng trầm cảm hoặc suy sụp trong tháng này. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, khi làm gì cũng thiếu đi sự tự tin và tích cực, điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực vì những điều xui xẻo liên tục ập đến. Vì vậy, tuổi Ngọ nên điều chỉnh bản thân trong tháng này, đừng để cho những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng không tốt đến vận thế và tài vận của chính mình. Tháng 5, nhân duyên của những người sinh năm 1990 có thể gặp chút khó khăn trong tháng này. Bị ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy sẽ không tránh khỏi cãi vã hay là xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt trong tháng này, thậm chí còn thu hút một số tiểu nhân tạo cho mình tai họa. Vì vậy, tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng khuyên những người cầm tinh con ngựa nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng trong cuộc sống, chớ nên kiêu ngạo, nếu không dễ rước họa vào thân. Tháng 6, Canh Ngọ có sự phát triển sự nghiệp tương đối mạnh mẽ trong tháng 6. Với sự giúp đỡ của các tinh Thái Tuế, cơ hội làm việc cho những chú ngựa trong tháng này cũng tăng lên. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện. Bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả phi thường trong tháng 6. Tháng 7, vận trình sức khỏe tuổi Canh Ngọ trong tháng này khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thái Tuế, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định. Về cơ bản, sẽ không có bệnh tật hay là cảm lạnh. Không chỉ vậy, Canh Ngọ cũng rất sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó thực sự tuyệt vời. Tháng 8, trong tháng 8 năm 2022,
các mối quan hệ xã hội của những con ngựa được cải thiện trong tháng này. Với sự trợ giúp của ngôi sao tướng tinh, sức hấp dẫn người khác của tuổi ngọ rất thịnh vượng, bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để canh ngọ phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài tham gia nhiều hoạt động để có thể gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Tháng 9, vận đào hoa của những người tuổi ngựa trong tháng này rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh, vận tình cảm của bạn phát triển rất tốt trong tháng này. Đặc biệt là mối quan hệ giữa canh ngọ và bạn đời sẽ trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn nữa. Những người đang yêu sẽ có cơ hội thắt nút cho đoạn tình cảm của mình bằng một đám cưới rực rỡ. Tháng 10, tử vi tuổi canh ngọ sinh năm 1990, năm 2022 nữ mạng cảnh báo vào tháng 10 năm 2022, tài vận của những người tuổi ngọ có phần sa sút, bởi lẽ ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên. Bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt nghiêm trọng. Bởi vậy, tử vi số khuyên bạn nên học cách tiêu dùng hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ gây bất lợi cho tài vận của chính mình. Tháng 11, vận may tổng thể của bạn chỉ đạt mức trung bình, phát triển thường thường trong tháng này. Được cái tuổi ngọ không phải chịu ảnh hưởng bên ngoài tác động quá lớn, lại được thái tuế bảo trợ cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Tháng 12, trong tháng cuối năm này, bạn sẽ tương đối bận rộn, thời điểm cuối năm đang đến gần, tuổi canh ngọ sinh năm 1990 chắc chắn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc làm của nhà cũng chất đống nhiều hơn. Vì vậy, nhắc nhở con giáp này nên chú ý kết hợp giữa nghỉ ngơi thư giãn hợp lý, đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, nếu không phải nghỉ để dưỡng bệnh, dưỡng ốm còn mất thời gian và làm đứt đoạn tiến trình công việc nhiều hơn. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phần nào phân tích xong và luận giải xong về lá số tử vi cho người tuổi canh ngọ nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị có thể áp dụng được những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ trên đây vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để giúp cho quý vị có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên giàu có hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào.